Rồi mọi người đây, mình sẽ đi ra ngoài. Lần trước của mình sẽ review. Lần trước của mình rất là nhiều thứ là review. Rồi mình đi tiếp. Đời đã, không có gì phải hối hết. Đây, đầu tiên là mấy cái kệ từ hồi cũ của mình. Còn đây là một cây hoa, rất là nhiều hoa nhà mình. Coi cây hoa ha. Đây đây, rất là nhiều chậu cây nhỏ nhỏ xinh xinh. Bây giờ kệ đi. Rồi đây là bông hoa, đây mọi người. Nhiều cây chưa? Đây, đây là nhà ở trên phòng khách của mình. Còn đây là cái hồ cá. Hồ cá có cá nào kiểu không nè. Còn đây là chỗ cuối cùng của mình. Là đây một cái hồ cá siêu to khổng lồ luôn, có rất là nhiều cá bự nha đây. Ờ đẹp lắm. Ờ từ từ, các chị mình kêu nè. Để mình đi review. Alo đâu? Đây. Mình review cho các bạn xem. Tăng tăng tăng, chị mình ở chỗ này nè, đây. Cái chỗ rất là rộng luôn. Mình review cho các bạn hồi nãy mình nói. Nó có một cái ngăn tủ nè. Ủa có chìa khóa luôn nha mọi người. Đây là cái gì đây? Cái này là cái bàn học. Chắc vậy á mọi người, chứ mình cũng không biết đâu. Đây là bàn của mình nha, để học bài nha. Bây giờ mình đã review xong ở ngoài vườn, ở ngoài đây rồi, họ đang thôi review rồi. Mình đã review xong ở ngoài, bây giờ mình sẽ lên phòng khách để mình review cho các bạn xem nha. Tập 3.